Dạ. Còn đá với đá không à. Ra kia nữa kìa, ra kia cho nó đẹp hơn. Núi không à, kinh cano kìa.
này tối. Xuống dưới đi. Nó lạ quá. Vậy được rồi đó. Bãi san hô 50 mét hả? Ông vừa đi về quay má có chừng giật nó mà. Bãi san hô đâu không thấy ta? Cái gì gai gai nó mới ngon.